Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe truyện trên Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với phần 97 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện, biên soạn Minh Hoàng. Như vậy là bộ truyện cũng sắp kết thúc, còn có hơn chục tập nữa thôi. Mình rất mong những tập cuối này các bạn hãy chia sẻ và like nhiệt tình để ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn quý vị và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lúc này không chỉ là biểu hiện bề ngoài của loạn thần, thậm chí khí tức của hắn phát ra cũng xảy ra biến đổi hoàn toàn. Long Chiến cảm nhận được đó là khí tức hủy diệt đặc thù của âm vương thất sát chùy. Thế nhưng hắn không cách nào xác định loạn thần có hay không đã bị âm vương thất sát chùy khống chế. Bởi vì nhìn qua loạn thần, tuy rằng so với trước kia càng cuồng vọng, kiêu ngạo hơn, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà tâm trí hỗn loạn. Lúc trước sau khi giết chết đệ nhất giới vương, trong khoảnh khắc tâm trí bị âm vương thất sát chùy kia thôn phệ, điều đó đã trở thành hồi ức kinh sợ trong lòng của Long Chiến, mãi mãi không có cách nào phai mờ. Mỗi khi nhớ tới, ở nơi sâu trong đáy lòng đều truyền đến một loại cảm giác kinh sợ, khiếp đảm. Đông Phương Giản cũng nhìn ra biến hóa của loạn thần từ bề ngoài đến trong lòng, nhưng địa vị hèn mọn của hắn ở trước mặt của loạn thần, muốn ngăn cản kế hoạch xuất binh vội vã này là không có khả năng. Thậm chí là một vài lời khuyên can cũng sẽ trở thành nguyên nhân loạn thần giết chết mình. Ở trước mặt binh vương Long Chiến cùng Đông Phương Giản, đã hơn ức năm loạn thần trước nay chưa từng cởi giáp mặc trên người mình ra. Mặt ngoài khải giáp màu đỏ thắm còn lưu lại vết tích chiến đấu của trận chiến chúng thần. Trên người loạn thần trần trụi chỉ mặc một cái quần dài màu đen, bả vai rộng lớn cùng giữa cơ ngực to lớn kia khắc dấu rõ ràng một đạo đồ án ma quỷ màu tím đen dữ tợn đáng sợ, làm người ta khủng khiếp. Long Chiến cùng Đông Phương Giản đột nhiên phát hiện chính là từ trong cột sáng đã thấy được đồ án quỷ ma kia giống hệt như nhau. Ánh sáng hoa văn màu tím đen đang lưu động ở toàn thân của hắn biến ảo thành các loại đồ án huyền diệu. Ánh mắt của loạn thần nhìn chằm chằm khải giáp đã cởi vứt trên mặt đất, trầm giọng nói: những khải giáp đó là lúc ta sáng tạo tinh vực mà tạo ra chí tôn linh bảo phòng ngự, tình cảnh cùng theo ta hơn ức năm, nhưng hiện tại ta không cần nữa, nó làm cho ta cảm giác rất khó chịu. Đột nhiên không có dấu hiệu gì, âm vương thất sát chùy xuất hiện ở trong tay của loạn thần. Tia ánh sáng màu đen tím bắn tung ra, ẩn chứa sự tàn phá khủng bố của lực lượng hủy diệt. Tại trong nháy mắt tiếp xúc, những khải giáp này đã hóa thành tro bụi, thật giống như cảnh tượng lúc đầu Long Chiến giết chết đệ nhất giới vương. Thế nhưng Long Chiến cảm nhận được cỗ lực lượng hủy diệt kia so với lúc ấy cường đại hơn rất nhiều, rất rất nhiều. Có được âm vương thất sát chùy, ta cũng không cần các linh bảo trợ giúp, nó mới là cực phẩm chí tôn linh bảo cao cấp nhất. Tiếng cười điên cuồng của loạn thần vang vọng ở trong đại điện mênh mông. Lòng Đông Phương Giản và Long Chiến đều đang theo tiếng cười của hắn mà rung động. Có lẽ ở bên trong toàn bộ loạn thần vũ trụ và tử thần vũ trụ, mọi người cho rằng tam đại binh vương có năng lực luyện khí cực mạnh trong hai đại vũ trụ. Thế nhưng bọn họ lại không biết rõ chí tôn vương giả luyện khí không phải là Long Chiến, Đông Phương Giản, cũng không phải Mạc Túy Sinh, mà là bản thân loạn thần. Ước mong của Mạc Túy Sinh là muốn sáng tạo ra cực phẩm linh bảo vượt qua chí tôn linh bảo nguyên thủy, đồng dạng là để vượt qua loạn thần, lấy cái này để chứng minh vị trí đệ nhất binh vương của mình. Mà hiện tại bất kể là thêm thuộc tính hay là cường độ công thủ, loạn thần có thể luyện chế ra thượng phẩm chí tôn linh bảo đều vượt rất xa ba đại binh vương. Thời gian 300 năm loạn thần đã qua hiệu dung của không gian gia tốc, có lẽ đã trải qua mấy chục vạn năm, thế nhưng cũng mới có thể lĩnh ngộ được không đến 4 phần lực lượng của âm vương thất sát chùy. Có thể thấy sự huyền diệu của chí tôn linh bảo nguyên thủy cực kỳ sâu xa. Hiện giờ loạn thần đã hạ lệnh phát động toàn bộ binh lực, trông như muốn tiêu diệt tử thần giới. Long Chiến và Đông Phương Giản dĩ nhiên lòng đầy âu lo, cũng không dám không theo. Những năm gần đây, bởi vì chú binh Sơn Trang mà bọn họ cai quản đã luyện chế thành phẩm hỗn độn linh bảo, mặc dù về mặt phẩm chất không hoàn mỹ bằng lúc trước khi Mạc Túy Sinh chưa rời đi, nhưng về mặt cường độ công thủ lại có thể tăng lên, số lượng hàng năm luyện chế cũng không có giảm nhiều. Hồi kèn lệnh quyết chiến của hai giới sắp thổi lên, trong nháy mắt thời gian nửa năm đã qua đi. Binh vương Long Chiến và Đông Phương Giản nhận được truyền lệnh của loạn thần, đầu tiên phát động 500 vạn binh lực từ cửa vào của mặt bằng không gian tiến vào bên trong ám dạ tinh hệ ở trong tử thần giới. Còn 6 đại chiến tôn
thì từ tinh hệ thiên âm hướng tới từ thần giới xuất phát. Thắng lợi của trận đại chiến này gần như ở trong đầu của loạn thần, tình thế nhất định là như vậy. Bên trong vũ trụ vô tận, nơi này là một tinh vực hết sức chống trải của tinh hệ thiên âm, bốn phía cũng không có tồn tại tinh cầu không người nào, lộ ra cực kỳ rộng rãi. Lúc này Hồng Quân giống như một tượng đá điêu khắc đứng ở bên trong vũ trụ. Vào 200 năm trước, hắn cũng đã rời khỏi mảnh rừng trúc kia, bởi vì trạng thái giải cấm không ngừng tăng lên, toàn bộ chu thần tinh đã không cách nào chịu đựng nổi cỗ lực bạo phát cường đại không thể tưởng tượng này. Toàn thân Hồng Quân mặc y phục cứng cáp màu đen, quần áo siết chặt đã phát họa ra đường cong cơ bắp hoàn mỹ, gần như mỗi một tấc cơ thể đều ẩn chứa lực lượng khủng bố khiến cho người khác không thể tưởng tượng. Ở nơi cách đỉnh đầu của Hồng Quân ba tấc, đạo thiên kính đang chuyển động chậm chậm, phát tán ra ánh sáng nhu hòa màu bạch kim, giống như ánh trăng bạc chút xuống rơi trên người hắn vậy. Lúc này Hồng Quân đang cảm nhận bên trong bất diệt phách thể, vật chất hỗn độn kia đã xảy ra quá trình biến chất tuyệt vời. Cứ giống như nước sôi trào, mỗi một lần vật chất hỗn độn tách rời biến chất đều đã sinh ra lực lượng bùng nổ cường đại không thể tưởng tượng được. Sau một lát, mỗi một tấc da thịt ở mặt ngoài toàn thân của Hồng Quân đều lưu động ánh sáng màu đỏ sậm, từng sợi quang yên trắng như tuyết theo toàn thân từ từ dâng lên. Bất diệt phách thể giai đoạn thứ tư, trạng thái giải cấm thứ nhất. Cơ thịt của Hồng Quân kéo căng ra, xúc tích một cỗ lực lượng mãnh liệt đậm đặc giữ lại mà không phát, ngưng tụ ở bên trong thân thể của hắn. Giai đoạn thứ năm, trạng thái giải cấm thứ hai. Ánh sáng màu đỏ sậm càng ngày càng sáng, giống như ngọn lửa nóng rực, sinh ra một cỗ nhiệt độ cao gần như có thể dung hợp với hư không. Giai đoạn thứ sáu, trạng thái giải cấm thứ ba. Vào 300 năm trước, cái đó đã là cực hạn của Hồng Quân, lực lượng bạo phát gần như đạt tới mức cao nhất. Toàn thân của Hồng Quân đều đang run nhẹ nhẹ, từng đạo gợn sóng hư không lấy Hồng Quân làm trung tâm hướng ra phía ngoài không ngừng khuếch tán. Đột nhiên vẻ mặt của Hồng Quân chợt biến, nhíu chặt mày, trong ánh mắt sâu sắc để lộ ra thần sắc khó khăn. Giai đoạn thứ bảy, trạng thái giải cấm thứ tư. Đông, một tiếng vang trầm nặng từ trong thân thể căng phòng của Hồng Quân truyền ra. Lúc này bên ngoài cơ thể của Hồng Quân biến thành màu đỏ tươi như máu, khối ánh sáng trắng như tuyết giống như cuồng long xoay tròn rất nhanh ở chung quanh thân thể của hắn. A! Hồng Quân giống như khó mà tiếp nhận hiệu quả của loại hỗn độn biến chất này, bởi vì thống khổ và mặt đều liên tục vặn vẹo lên, âm thanh biến thành khàn khàn. Lúc này từ trong đạo thiên kính, ánh sáng trắng như tuyết phóng thích ra đột nhiên mãnh liệt biến đổi hẳn lên, hoàn toàn đem cả người Hồng Quân bao phủ vào trong. Từng tia ánh sáng mãnh liệt mà lại cực kỳ nhu hòa, gần như thẩm thấu vào mỗi một tấc gân cốt của Hồng Quân. Hỗn độn khí biến chất gây ra phản ứng xấu nháy mắt đã biến mất. Khuôn mặt vặn vẹo của Hồng Quân cũng dần dần khôi phục lại. Ánh mắt Hồng Quân lướt qua đạo thiên kính trên đỉnh đầu không ngừng xoay tròn, trên mặt hiện ra một tia tươi cười vui mừng. Liền sau đó thần sắc chợt biến, nắm chặt nắm tay, thân thể hơi hơi cong lên, giọng khàn khàn hô to. Giai đoạn thứ 8, trạng thái giải cấm thứ 5. Trong phút chốc, bên trong thân thể của Hồng Quân dường như đã xảy ra nổ mạnh, từng đoàn vật chất hỗn độn bắn tung ra, thế nhưng lại ở với trạng thái chất lỏng lưu động ở chung quanh Hồng Quân. Lúc này, Hồng Quân đã không cách nào hoàn toàn tiếp nhận loại lực lượng vượt quá giới hạn, cơ thể căng phồng bắt đầu rách toạc. Giống như tiếng sấm vang rền, cỗ lực lượng bùng nổ không cách nào áp chế được lúc này phóng thích ra hoàn toàn. Thân thể cường tráng của Hồng Quân hiển nhiên không cách nào tiếp nhận cường độ của trạng thái giải cấm thứ 5, thân thể liền bị nổ tứ phân ngũ liệt, trong phạm vi 100 mét của tinh vực là một mảnh hỗn độn. Đạo thiên khính phía trên đỉnh đầu dường như cùng lúc sinh ra một loại ăn ý nào đó, tia sáng càng phát ra rực rỡ, ẩn chứa lực lượng không thể tưởng tượng được, không ngừng làm suy giảm biến chất hỗn độn đã gây ra phản ứng xấu. Lúc này vật chất hỗn độn trôi nổi ở trên hư không hình thành từng giọt hỗn độn châu dạng lỏng đột nhiên ngưng tụ lại, trong giây lát xuất hiện một cái thân thể hỗn độn hình người, cải tạo lại thân thể. Thân thể hỗn độn kia tại dưới dạng quang mang của đạo thiên kính với tốc độ biến hóa kinh người, diện mạo của Hồng Quân cũng dần dần hiện ra. Hồng Quân hít một hơi thật sâu, phát ra một tiếng thở dài hài lòng. Toàn thân của hắn trần trụi, trên thân thể lưu động vầng sáng màu đỏ thắm,
cảm thụ được cái thân thể mới sinh ra này, trong lòng của Hồng Quân hưng phấn mà không nói ra được, thật sự là quá hoàn mỹ. Sau khi hủy diệt mới có thể sinh ra mới, hóa ra là như thế. Nếu như không hủy diệt cái thân thể này, ta nghĩ mãi mãi cũng không cách nào đột phá đến trạng thái giải cấm thứ 5. Đạo thiên kính quả nhiên vô cùng huyền diệu. Hiện tại thân thể hoàn mỹ này đã có thể hoàn toàn tiếp nhận độ mạnh của trạng thái giải cấm thứ 5, thậm chí càng mạnh hơn. Thế nhưng mà loại đột phá này thì hoàn toàn dựa vào đạo thiên kính. Đối với biến chất hỗn độn của nó dẫn tới hạn chế của trạng thái cắn trả, mới giúp cho bất diệt phách thể của Hồng Quân vượt qua giới hạn, tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Hướng lên trời chớp một cái, đạo thiên kính đã quay về trong tay của Hồng Quân. Mặt kính như trước vẫn lưu động tia sáng dịu, nhẹ nhẹ màu bạch kim, làm cho sâu ở trong huyết mạch của Hồng Quân đều cảm giác được cực kỳ dễ chịu. Nào ngờ cùng với lưu tinh lệ năm đó mà Tần Vũ đoạt được có vẻ phần tương tự, nhưng huyền diệu bên trong lại không phải là vấn đề có thể nói rõ ràng. Nhìn đạo thiên kính, trong lòng Hồng Quân lại có chút chán nản. Tuy rằng thời gian 300 năm đã đem uy lực của bất diệt phách thể tăng lên rất nhiều, nhưng điều huyền diệu của đạo thiên kính mà vẫn như trước không có chút lĩnh ngộ nào. Huyền diệu ẩn tàng ở trong này giống như một sợi lông châu ở giữa biển rộng, có muốn cũng không thể dễ dàng tìm thấy. Vuốt ve mặt kính cũng giống như bình thường, Hồng Quân dựa theo phương pháp diễn hóa hỗn độn mà khởi động đạo thiên kính. Thế nhưng đúng lúc này, một cỗ cảm giác kỳ diệu hiện lên trong đầu. Loại cảm giác huyền diệu này khó mà giải thích, thần kỳ không thể nói được, giống như toàn bộ vũ trụ đều dung nạp vào bên trong tâm hải của Hồng Quân. Cảm thụ được cái loại tinh vân này biến ảo, thời không huyền diệu vận chuyển. Ánh sáng của đạo thiên kính phát ra càng ngày càng mạnh, mới đầu còn như ánh sáng tinh nguyệt, tới lúc sau có thể cùng mặt trời tranh giành sáng chói, không thể nhìn xem. Ánh sáng rực rỡ màu bạch kim hoàn toàn bao trùm Hồng Quân, từng tia lực lượng kỳ dị thẩm thấu mỗi một tấc cân mạch và máu thịt của Hồng Quân. Thế nhưng cùng lúc thân thể được cải tạo hoàn toàn, Hồng Quân bỗng cảm giác được một loại lực lượng khác cực kỳ huyền diệu. Hồng Quân đột nhiên mở to mắt, mặt lộ vẻ kinh sợ, ánh mắt chiếu vào trên đạo thiên kính. Phương pháp khởi động đạo thiên kính chính là dùng phương pháp đặc thù để khống chế hỗn độn khí. Thế nhưng sau khi mở ra, Hồng Quân vốn không cách nào lĩnh ngộ cái bảo tàng to lớn ẩn giấu ở bên trong đạo thiên kính. Nhưng tới lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trong đạo thiên kính một loại lực lượng thần bí, phi thường mà huyền ảo. Chẳng lẽ nói giải cấm đến trạng thái thứ 5 đem năng lực khống chế hỗn độn tăng lên tới quy thần sơ kỳ thì có thể nắm vững lực lượng trong đạo thiên kính sao? Hồng Quân giật mình nhìn thân thể của chính mình, hiện giờ đã trải qua việc tu luyện trạng thái giải cấm thứ 5 của bất diệt phách thể. Giới hạn biến chất của hỗn độn khiến hắn đối với thuộc tính của hỗn độn càng từng bước hiểu sâu. Cảnh giới hiện tại cũng đã đạt tới trạng thái ban đầu của quy thần. Cảnh giới được tăng lên trên phạm vi lớn khiến cho Hồng Quân một cách kỳ diệu lãnh hội được một phần huyền diệu của đạo thiên kính. Nhưng hắn như trước đang nghi vấn về loại lực lượng này. Nếu như có thể phát huy thật sâu, vậy thì quả thật là quá mức khủng bố. Tóm lại, không có thực hiện được, bất kỳ lý luận gì đều không thể giải thích. Ngay trong phút chốc, Hồng Quân bắt đầu thử vận dụng tính chất huyền diệu trong đạo thiên kính. Giống như trong dự liệu, đạo thiên kính giống như là môi giới của một cái vũ trụ. Hắn từ trong kính nắm giữ được một loại lực lượng cực hạn. À! Hồng Quân thét lên một tiếng, không gian trong phạm vi ngàn mét bỗng ngưng chạy xuống, giống như biến số so với sắt thép còn muốn cứng hơn, thậm chí không có một chút dấu hiệu của sóng dao động không gian. Không gian tĩnh chỉ, quả nhiên là như vậy, quá tuyệt vời. Hồng Quân hưng phấn cười ha hả, hết thảy đúng như một dạng mà hắn dự liệu. Đạo thiên kính có thể có năng lực chính là lấy đi lực lượng của bản nguyên vũ trụ. Khó trách Mạc Túy Sinh nói có thể đạt được đạo thiên kính lên trời xuống đất, ở phiến vũ trụ này liền cũng không còn có năng lực hạn chế được thân thể của ngươi nữa. Không hổ là chí tôn linh bảo nguyên thủy, vẹn vẹn chỉ là một bộ phận năng lực mà có thể vận dụng pháp tắc vô tận, quá lợi hại. Hồng Quân xúc động nói, hiện tại hắn từ trong đạo thiên kính chỉ mới lĩnh ngộ được chẳng qua là một gáo nước trong biển rộng mà thôi. Nếu như có thể hoàn toàn khống chế được kiện linh bảo này, Hồng Quân không thể tưởng tượng cái lực lượng kia đến tột cùng đáng sợ tới cỡ nào. Lập tức Hồng Quân ngồi xuống, ngưng thần định khí, bắt đầu lĩnh ngộ năng lực trong đạo thiên kính. Nhưng không qua bao lâu, một luồng sóng dao động sinh mệnh dày đặc đang từ hướng xa xa nhanh chóng di chuyển tới nơi này. Trong lòng Hồng Quân chợt lạnh, kinh ngạc nói, là đại quân của loạn thần giới, chẳng lẽ loạn thần đã nhất quyết phát binh sao?
Nói đến điều này, Hồng Quân không khỏi nghĩ đến Âm Vương Thất Sát Chùy. Nếu như không có vốn để chiến thắng tử thần, loạn thần tuyệt đối không thể hướng tới tử thần giới mà phát động binh lực. Khả năng duy nhất chính là loạn thần đã khống chế được năng lực của bộ phận Âm Vương Thất Sát Chùy. Thần thức dò tra, sau khi một lần nữa ngưng luyện thân thể, thần thức của Hồng Quân gần như có thể mở rộng đến phạm vi không thể tưởng tượng. Số người của đội binh lính cùng với toàn bộ thực lực nháy mắt đã bị Hồng Quân hiểu rõ trong lòng. Một tên thống lĩnh hoàn hư trung kỳ, binh lực 3 vạn, hẳn là quân tiên phong đang tới dò xét. Trong lòng Hồng Quân tính ra, nếu như muốn tiến công, điểm binh lực đó, thậm chí ngay cả làm vật hy sinh đều không tính là gì. Địa phương ở phía trước khoảng chừng 300 vạn dặm cũng đã là lĩnh vực của Chu thần giới. Loạn thần giới hiển nhiên có điều cố kỵ, cho nên cử quân tiên phong đi đến dò xét tình hình. Xem ra một tràng đại chiến đã sắp mở màn. Hồng Quân thở dài thật sâu, trên mặt để lộ ra một tia lo lắng, lập tức chấn định tâm thần, nhún vai, trầm giọng cười nói: "Đã 300 năm không có hoạt động, nếu đã như vậy, cứ đem các ngươi để thử xem lực lượng cực hạn vượt bậc của ta." Một thống lĩnh hoàn hư trung kỳ cộng thêm 3 vạn binh lực, đối với Hồng Quân mà nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Ngay lập tức khởi động binh lực căn nguyên trong đạo thiên kính, trong giây lát đã đi tới phía trước chi binh đội kia. Đây là một thứ di chuyển hoàn toàn trong nháy mắt. Cách đó không xa, 3 vạn đại quân có trận hình tam giác tiến hành rất nhanh về phía trước. Mà tên binh sĩ đứng ở phía trước nhất, trên người mặc khải giáp màu lam, hiển nhiên là thống lĩnh chi đội này. Một thanh cự kiếm dài khoảng 3 trượng vác trên vai. Cự kiếm kia không có mũi, lại làm cho người ta có một loại cảm giác có lực phá toái, cường đại. Trong nháy mắt Hồng Quân xuất hiện, thống lĩnh kia hiển nhiên cũng đã phát hiện, giơ cự kiếm lên, ra hiệu lệnh cho binh đội đình chỉ tiến lên. "Người tới là người nào?" Thống lĩnh kia la lớn. "Ngươi là ai?" Hồng Quân cười lạnh một tiếng. Hỗn độn khí trong bất diệt phách thể đang lặng lẽ, không một tiếng động phát sinh biến chất. Lực lượng bùng phát mãnh liệt đang không ngừng dâng tới cực hạn. Ánh mắt của thống lĩnh kia lạnh lùng, uy nghiêm nói: "Ta chính là một trong 6 đại đế tôn của loạn thần giới, Hoắc Thiên." "6 đại đế tôn?" Hồng Quân nhướng mày. Dưới tay loạn thần, ngoại trừ 3 đại binh vương, cũng chỉ có 6 đại đế tôn có được quyền trưởng khống lớn nhất. Xem ra loạn thần lần này đã huy động tất cả binh lực của loạn thần giới. Chẳng qua chỉ là đế tôn, Hồng Quân vẫn không để vào mắt, lại lay động đạo thiên kính. Thuấn di chỉ trong khoảnh khắc đã xuất hiện ở trước mặt đế tôn. "Muốn biết tên của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách." Sắc mặt Hoắc Thiên chợt biến. Chỉ có đạt tới hoàn hư hậu kỳ mới có thể miễn cưỡng vận dụng lực lượng bản nguyên trong không gian vũ trụ để tiến hành thuấn di. Do đó đủ để phán đoán thực lực của hắn tuyệt đối cao hơn mình. "Muốn chết ư?" Hoắc Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, theo bản năng giơ cự kiếm lên mạnh mẽ hướng Hồng Quân chém tới. Cự kiếm kia có nguyên liệu đặc thù, ít nhất cũng nặng ngàn cân, nhưng ở trong tay hắn lại giống như một dạng chế tạo từ gỗ, huy động với tốc độ cực nhanh. Thế nhưng Hồng Quân lại không có né tránh, thậm chí không có bất cứ động tác phòng ngự gì, để mặc cho cự kiếm kia nhằm vào vai của mình chém xuống. Bùng! Một tiếng vang trầm nặng, cự kiếm hung hăng trọng kích lên bả vai của Hồng Quân, mà bên trong cự kiếm kia giống như mang theo thêm thuộc tính nào đó, sinh ra một loại lực lượng như gió xoáy. Bả vai của Hồng Quân tức thì phát ra một tràng tiếng rít bén nhọn. Nháy mắt, một cỗ lực lượng phản chấn theo cự kiếm truyền vào toàn thân của Hoắc Thiên. Sắc mặt của Hoắc Thiên chợt biến, không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Khải giáp màu lam trên toàn thân đều đang rung động kịch liệt. Thần sắc của Hồng Quân lãnh đạm như không có chuyện gì xảy ra, giống như ai đó vỗ vỗ nhẹ bả vai mình, cười lạnh nói: "Chẳng lẽ ngươi chỉ có chút khí lực như vậy thôi sao? Sao giống nữ nhân vậy?" Sau khi đã trải qua tu luyện trạng thái thứ 5 của giải cấm, trình độ cứng rắn của bất diệt phách thể đã đạt đến mức không thể tưởng tượng được. Cho dù là thượng phẩm hỗn độn linh bảo cũng khó mà gây tổn hại chút nào. Giai đoạn thứ 5 của bất diệt phách thể, trạng thái giải cấm thứ 3. Cơ bắp của Hồng Quân kéo căng ra, bên ngoài da thịt rõ ràng lưu động vầng sáng kỳ dị, cùng với trước đây không giống nhau, chính là vầng sáng kia hiện lên màu đỏ thắm, giống như máu ở toàn thân chảy xuống. "Tên hỗn đản!" Hoắc Thiên tự hồ bị khuất nhục, mặt ngoài cự kiếm kia đột nhiên bốc lên từng tia hỗn độn khí đang lưu chuyển cực nhanh, làm cho cả thanh kiếm đều có vẻ mơ hồ. Lúc này, 3 vạn đại quân rất nhanh biến ảo trận hình, đem Hồng Quân bao vây ở trong đó. Nhưng hình như cố kỵ thực lực của Hồng Quân cũng không dám tùy tiện ra tay.
từng bước bước tới, dường như ẩn chứa lực đạo nặng như Thái Sơn. Toàn bộ hư không đều bị chấn động. Trong tiếng thét giận dữ của Hồng Quân ẩn chứa lực lượng cực hạn của trạng thái giải cấm thứ ba đang ngưng tụ trên quyền kình, giống như nước sông vỡ đê ầm ầm bắn tung ra. Hoắc Thiên đem cự kiếm hoành ngang trước người, đồng dạng vận chuyển hết lực lượng toàn thân chống lại, nhưng chênh lệch thực lực trong lúc đó quyết định hết thảy. Ầm ầm nổ lớn, âm thanh chấn động mãnh liệt khiến màng tai người ta muốn rách toạc. Tất cả mọi người thống khổ bịt chặt hai tai. Cự kiếm kia bị hỗn độn khí bao trùm bỗng vỡ nát, sắt thép vỡ tan bắn tung tóe. Bọn binh lính đứng kẻ cận chung quanh liền bị mảnh sắt xuyên qua. Thế nhưng những mảnh sắt này đánh vào trên người Hồng Quân lại phát ra tiếng âm vang của kim loại, cũng không có lưu lại chút vết thương nào. Xuyên qua cự kiếm, một quyền của Hồng Quân mãnh liệt kích vào ngực của Hoắc Thiên. Cả người Hoắc Thiên liền bắn tung ra ngoài, có thể trông thấy rõ ràng áo giáp trên ngực của hắn cùng với xương ngực đều đã hoàn toàn bị lõm xuống. Hồng Quân rất hài lòng hiệu quả của công kích lần này, vặn vẹo cổ tay, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn ba vạn binh lính chung quanh, lạnh lùng nói: "Các ngươi một người cũng không trốn thoát được." Khống chế đạo thiên kính, dùng bản nguyên lực trong tử thần giới, Hồng Quân có thể tùy ý tiến hành thuấn di trong không gian. Nhưng lúc này Hồng Quân cũng không có làm như vậy, mà là bằng vào tốc độ cực nhanh của bất diệt phách thể, như con thoi điên cuồng xuyên qua xuyên lại giữa ba vạn binh lính. Tại đây không ai có thể nắm bắt được thân ảnh của hắn. Lực bạo phát cường đại vừa chạm vào tức thì nổ tung, vô số người nối tiếp không ngừng kêu lên thảm thiết. Hết đợt này đến đợt khác, giống như ruộng lúa bị ngã dạp, ngã xuống từng đám. Trên thân thể mỗi người đều đã có một chỗ bị lực oanh kích nổ tung, cứ thế ngã dạp xuống. Dưới tình huống như vậy, có thể nói không một người nào có thể ngăn cản Hồng Quân. Toàn bộ 3 vạn binh lính, thời gian không đến 2 canh giờ, hết thảy đều đã ngã xuống, nửa chết nửa bị thương. Hồng Quân hệt như cường giả chí tôn, đứng ngạo nghễ trong hư không, hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn chăm chú vào sâu trong vũ trụ, trầm giọng nói: "Loạn thần, có can đảm, người tới đây." Cho dù là một bộ phận năng lực của đạo thiên kính, Hồng Quân cũng có thể tin chắc trong cuộc chiến với loạn thần sẽ không thua. Thế nhưng năng lực của loạn thần vẫn là một ẩn số, nhất là hắn lại nắm trong tay nguyên thủy chí tôn linh bảo âm vương thất sát chùy, thực lực tất nhiên đã tăng trưởng rất nhiều. Bề mặt kính quang mang lưu chuyển, trong nháy mắt thu lại vũ trụ bản nguyên lực tử thần giới. Thân ảnh Hồng Quân chợt lóe lên, sau một khắc đã từ biên giới thiên âm tinh hệ trở lại Chu Thần Thành. Sau 30 năm, Chu Thần Thành đã có sự thay đổi rất lớn. Nhìn qua Mạc Thúy Sinh luyện chế linh bảo cũng rất thành công, cơ hồ mỗi binh lính đều mặc trên người một khải giáp đỏ sậm. Tiếng linh bảo ba động thi nhau vang lên, rất đáng để xem. Giờ phút này tất cả binh lực đã tập trung lại, xem ra bọn họ đã ý thức được tràng đại chiến đã bắt đầu. Hồng Quân tâm cơ vừa động, xuất hiện trong Hồng Quân phủ. Lúc này Huống Thiên Minh cùng Cổ Bàn tự hồ đang thương nghị điều gì đó, thấy Hồng Quân trở về lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn. "Tiểu Quân, như vậy có nghĩa người đã xuất quan rồi sao?" Huống Thiên Minh hỏi. Hồng Quân sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn tất nhiên ý thức được tình hình bây giờ, trầm giọng nói: "Mặc dù cái đó vẫn chưa lĩnh ngộ, lúc này vẫn phải xuất quan thôi." "Vốn tưởng rằng ngươi đang tìm hiểu sự huyền diệu của đạo thiên kính, cho nên chúng ta cũng không cho ngươi biết. Bất quá bây giờ ngươi đã trở lại rồi, chúng ta rốt cục cũng có người ra quyết định." Cổ Bàn mỉm cười nói: "Hầu tử đâu?" Hồng Quân hỏi. "Vì phòng ngừa người loạn thần giới xâm nhập địa phận của chúng ta, hầu tử đã xuất lĩnh 2 vạn binh lực tới tiền tuyến trấn thủ trước rồi. Như vậy dù loạn thần giới có xuất động đại quy mô binh lực tiến hành tấn công, chúng ta cũng có chuẩn bị tốt." Hồng Quân gật đầu nói: "Mới vừa rồi ta ở biên giới thiên âm tinh hệ giải quyết một đế tôn cùng 3 vạn binh lính. Bất quá loạn thần giới nếu đã huy động đến đế tôn, cũng có nghĩa là hắn đã quyết định điều động toàn bộ binh lực cả loạn thần giới. Nếu cần thiết có thể trong trường đại chiến diệt cả Chu thần giới lẫn tử thần giới." "Điều này ta cũng đã nghĩ đến, loạn thần tuyệt đối có thể làm như vậy. Xem ra hắn đã nắm giữ phần nhiều năng lực của âm vương thất sát chùy. Bất quá kẻ địch quan trọng nhất của hắn vẫn là tử thần giới, cho nên phái xuất binh lực tới thiên âm tinh hệ hẳn không nhiều." Cổ Bàn phân tích, kể từ mấy tháng trước loạn thần giới bắt đầu từ trong thiên âm tinh hệ phái ra một số binh lính tới đây do thám, hắn cũng đã nhận thấy được tràng đại chiến đã bắt đầu lộ rõ. Bất quá sau mấy tháng dò xét, đáng nhẽ đã phải phát động tấn công. Nguyên nhân có thể là loạn thần không nóng lòng như vậy, hoặc giả hắn đã sớm nắm chắc phần thắng.
Mạc tiên sinh ở đâu? Từ lúc đi vào đây tới giờ, Hồng Quân vẫn chưa thấy bóng dáng vị quân sư của Chu Thần Giới đâu. Húng Thiên Minh thở dài nói, Mạc Túy Sinh 200 năm trước cũng đã rời đi, phải tới Nguyên Thủy Vũ Trụ tìm kiếm tài liệu luyện chế cực phẩm linh bảo, không biết lúc nào sẽ trở về. Ngay sau cái thở dài của hắn, một khí tức quen thuộc đã xuất hiện trong phạm vi thần thức của Hồng Quân. Hồng Quân cười nhạt nói, hắn đã về. Không lâu sau, Mạc Túy Sinh vác trên vai một cái túi lớn, thân hình câu lũ cộng thêm khuôn mặt già nua vẫn như trước, không có bất kỳ thay đổi gì, chỉ là quần áo càng thêm rách nát. Xem ra Mạc Mỗ cũng không về trễ rồi. Mạc Túy Sinh cười nhạt nói, tất nhiên chưa muộn. Mạc tiên sinh 200 năm qua ở Nguyên Thủy Vũ Trụ có thu hoạch được gì không? Hồng Quân trước tiên cũng không nói về vấn đề trường đại chiến sắp nổ ra kia, mà là quan tâm tới tiến độ hoàn thành giấc mộng của Mạc Túy Sinh. Mạc Túy Sinh có hơi sửng sốt cười nói, rất tốt, hoàn hảo, ta đã tìm được vài món nguyên liệu trọng yếu. Huống Thiên Minh ngắt lời nói, Tiểu Quân, binh lực của chúng ta hiện tại đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể quyết chiến, chỉ là về công thủ thế nào còn phải cẩn thận suy tính một phen. Mọi người rối rít gật đầu, quyết sách công thủ rất quan trọng, nó quyết định trên chiến trường sẽ ở thế chủ động hay bị động. Nếu như công sẽ chiếm thế chủ động, nhưng với binh lực Chu Thần Giới hiện giờ so với Loạn Thần Giới là kém xa. Nếu như quần công thì không có cách nào đuổi được binh lính Loạn Thần Giới ra khỏi Thiên Âm Tinh Hệ, cuối cùng rất có thể lâm vào cục diện toàn quân bị tiêu diệt. Nếu như thủ có vẻ là bị động, thế nhưng ở trong động lại nắm thế chủ động, mà bây giờ mục tiêu chủ yếu của Loạn Thần Giới cũng không phải là ở Chu Thần Giới. Cố thủ bất động vừa có thể bảo tồn lực lượng, lại trong thời gian ngắn không bị lâm vào thế bất lợi. Hồng Quân sau khi suy nghĩ một lát liền hỏi, Mạc tiên sinh, ngài từ Nguyên Thủy Vũ Trụ trở về có phát hiện trong Thiên Âm Tinh Hệ có quân chú binh Loạn Thần Giới không? Mạc tiên sinh gật đầu, chính là bởi trường đại chiến này cho nên Mạc Mỗ mới từ trong Nguyên Thủy Vũ Trụ quay lại. Hơn nữa tình hình binh lực Loạn Thần Giới cũng đã tiến hành điều tra, đại quân tiến vào Thiên Âm Tinh Hệ ước chừng đã đạt tới 300 vạn binh, trong đó bao gồm tam đại chiến tôn cùng binh vương Long Chiến. Bản thân Loạn Thần có thể tự mình phát khởi tiến công đến Tử Thần Giới, ta cũng không dám chắc. Lúc này Huống Thiên Minh thở phào nhẹ nhõm nói, nếu là ta nhất định sẽ công kích Ám Dạ Tinh Hệ trước, dù sao Tử Thần Giới mới là địch nhân lớn nhất của hắn. Hồng Quân ánh mắt lộ liễm, nặng nề lắc đầu nói, ngươi sai rồi, nếu như hắn muốn chọn đường tiến công, tuyệt đối sẽ phát khởi chiến tranh tại Thiên Âm Tinh Hệ trước. Không nói đến nơi này cách Tử Thần Giới gần nhất, hơn nữa Chu Thần Giới chúng ta còn nắm giữ Đạo Thiên Kính. Nếu Loạn Thần thực sự đã nắm giữ một bộ phận lực lượng của Âm Vương Thất Sát Trùy, hắn nhất định sẽ hướng tới chúng ta mà tấn công, đoạt lấy Đạo Thiên Kính. Nói đến đây, mọi người sắc mặt đều thoát ra vẻ khiếp sợ. Mạc Túy Sinh dùng mình nói, bất quá điều Mạc Mỗ cảm thấy kỳ quái chính là với tính cách Loạn Thần, nếu muốn phát động chiến tranh tuyệt đối không dễ dàng quyết định như vậy. Cứ nhiên có thể trong thời gian ngắn phái nhiều binh lính tiến vào Thiên Âm Tinh Hệ như vậy được, thật khiến người ta không thể hiểu nổi. Đích xác từ trước tới giờ Loạn Thần luôn là người tâm cơ sâu đậm, đối với mỗi một lần chiến tranh đều cực kỳ thận trọng. Tuy nhiên điều Mạc Túy Sinh không biết chính là bây giờ Loạn Thần bởi vì Âm Vương Thất Sát Trùy mà tâm tính đã hoàn toàn thay đổi, càng thêm cuồng ngạo, không nghe sợ cả vũ trụ thiên hạ. Tiểu Cổ, Tử Thần Giới hiện có động tĩnh gì chưa? Hồng Quân hỏi. Cổ Bàn nhíu nhíu mày đáp, sau mấy tháng thám tử từ tiền tuyến hồi báo lại, Tử Thần Giới hiện giờ cũng không có chủ động tiến công, mà đang ở trong Tử Thần Giới bố trí binh lính phòng ngự, chỉ có hai giới vương tự mình xuất binh, nhưng theo ta nghĩ bọn họ nhất định đang đợi điều gì đó. Đợi ư? Loạn Thần đã có được Âm Vương Thất Sát Trùy, Tử Thần nhất định đã phát hiện ra, xem ra bọn họ vẫn đang chờ quyết sách của Tử Thần, hoặc giả Tử Thần bây giờ đang nghiên cứu phương pháp đối phó với Loạn Thần. Hồng Quân trầm tư nói. Huống Thiên Minh nghiến răng, vô luận như thế nào trường đại chiến kia đã không thể nào tránh được rồi, hiện tại chúng ta sẽ phải suy tính kế hoạch rõ ràng, nếu không tới lúc đó sẽ lâm vào cảnh cực kỳ bất lợi. Hồng Quân nhíu nhíu mày, tình huống nguy cấp hôm nay bất cứ một quyết định nào cũng có thể làm biến đổi cục diện cuộc chiến sau này, lập tức nhìn một chút Mạc Túy Sinh nói, Mạc tiên sinh, ngài nghĩ như thế nào? Trên khuôn mặt tang thương của Mạc Túy Sinh hiện lên một tia sầu tư nói, lần này Loạn Thần xuất binh không phải là lạ,
nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết được. Theo Mặc Mỗ thì tiên pháp chế nhân phải lấy thế chủ động, đối với chúng ta lợi nhiều hơn hại. Hồng Quân khe khẽ gật đầu. Suy nghĩ của Mạc tiên sinh giống với ta, xem ra chàng loạn chiến này chúng ta không thể không đánh. Bây giờ loạn thần ỷ vào âm vương thất sát chùy phát khởi tấn công, muốn thâu tóm hai giới. Từ phương diện này có thể nói chúng ta cũng đứng cùng chiến tuyến với tử thần giới. Mặc dù thế lực của loạn thần rất cường thịnh, nhưng cũng không thể dễ dàng tiêu diệt cả hai giới. Điều này còn phải xem chúng ta trong cuộc chiến đó sẽ lấy quyết sách nào. Tất cả mọi người đều rất đồng tình với quan điểm của Hồng Quân, liền gật đầu. Hôm nay binh lực trong chu thần giới tổng cộng đã vượt quá 500 vạn. Dưới sự trang bị linh bảo của chú binh Sơn Trang, thực lực cũng tăng lên rất đáng kể. Mặc dù binh vương Long Chiến dẫn theo 300 vạn binh đến đây với ý muốn chinh phạt, thế nhưng chu thần giới nhất định sẽ không chút nào sợ hãi. Dù sao trừ Mạc Túy Sinh ra, thực lực Hồng Quân hôm nay đã vượt qua cả binh vương Long Chiến. 4 tháng kế tiếp, loạn thần không ngừng hướng Thiên Âm Tinh Hệ phát binh, đến khi chú binh đã đạt tới 700 vạn, hồi chuông chiến tranh mới bắt đầu vang lên. 700 vạn đại quân hùng hổ từ biên giới Thiên Âm Tinh Hệ tiến vào lĩnh vực của chu thần giới. Đúng như Hồng Quân đã đoán trước, ngoài mục đích là chu thần giới còn có tử thần giới. Xem ra chí tôn linh bảo Đạo Thiên Kính lại thành ra ngòi nổ của cuộc chiến tranh này. Vì trợ giúp Tôn Ngộ Không, Hồng Quân đã phát ra 300 vạn binh lực tới biên giới, hơn 100 vạn cố thủ trong chu thần tinh làm phòng bị tối hậu cuối cùng. Hồng Quân, Cổ Bàn, Huống Thiên Minh cùng với Mạc Túy Sinh tất cả đều đi tới biên giới chu thần giới, chuẩn bị nghênh đón chàng đại chiến đã chuẩn bị 300 năm. Khoảng không vô tận vũ trụ, phần lớn tinh cầu không người đã bị hủy diệt. Hôm nay phiến tinh vực chống trải này đã trở thành chiến trường cho tu thần giới và loạn thần giới. Hai bên dàn trận trong gần 1.200 dặm. Tuy nhiên, trên phương diện quy mô binh lực, chu thần giới so với loạn thần giới ít bằng một nửa. Đứng trước đại quân loạn thần giới, binh vương Long Chiến thân mặc một bộ chiến giáp, ánh mắt sắc bén nhìn ra phía xa xa chỗ chu thần đại quân, trên khuôn mặt tang thương tự hồ đang chờ đợi điều gì đó, nắm chặt trong tay tam nhận binh thương. Long tiên sinh, chúng ta khi nào thì tấn công? Một đế tôn đến bên cạnh hỏi. Long Chiến sắc mặt nghiêm trọng, thấu phát vài tia tức giận, lạnh lùng nhìn đại quân chu thần giới phía xa, xâm nhiên nói: bọn chúng chính là cướp đoạt Đạo Thiên Kính, phá hỏng kế hoạch đoạt bảo của ta. Lần này không khiến bọn chúng thịt nát xương tan thì Long Chiến ta hổ thẹn với loạn thần đại nhân. Đối với cuộc chiến đoạt bảo 300 năm trước, Long Chiến đến bây giờ vẫn còn canh cánh trong lòng. Nếu không phải Hồng Quân giả hoạt, bây giờ loạn thần giới đã nắm trong tay hai kiện nguyên thủy chí tôn linh bảo. Nhưng loạn thần giới cho tới bây giờ vẫn chỉ hoãn tấn công, cũng chính là Long Chiến còn chưa được lệnh của loạn thần. Một gã đế tôn khác căm hận nói: 4 tháng trước chúng ta đã tổn thất một đế tôn, 4 tháng sau ta phải cho thống lĩnh chu thần giới các ngươi chôn cùng. Vốn là phò tá Long Chiến có tam đại đế tôn, nhưng Hồng Quân sau khi lĩnh ngộ được sự huyền diệu của Đạo Thiên Kính đã giết chết mất một. Đối với tổn thất này, hai đế tôn còn lại trong lòng cực kỳ tức giận. Long Chiến hừ lạnh một tiếng nói: không chỉ là tất cả thống lĩnh chu thần giới, ta phải khiến cho cả chu thần giới bọn chúng chôn cùng. Đến khi mệnh lệnh của loạn thần đại nhân tới, chính là lúc các ngươi bị tiêu diệt. Ngàn dặm ngoài xa, đám người Hồng Quân tất cả đã sẵn sàng chờ phân phó. Tôn Ngộ Không cầm trong tay Hỗn Thiên Vô Cực Côn, nóng lòng muốn kiến thức một phen uy lực của nó trong hỗn chiến. Huống Thiên Minh cũng tế xuất Thiên Đạo Chi Nhận. Trải qua 300 năm tu luyện, Thiên Đạo Chi Nhận so với trước đây tự hồ sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Mặt ngoài quang nhận màu vàng lưu động một tia hỗn độn khí màu đen. Có thể thấy hắn đối với cảnh giới lĩnh ngộ hỗn độn hiển nhiên đã có thật lớn đề cao. Về phần Cổ Bàn, lợi dụng thời gian 100 năm mới hoàn toàn luyện hóa được linh hồn của đệ tam giới vương. Bây giờ bản cổ thế giới đã phát sinh biến hóa kinh thiên động địa, lực lượng luyện hóa của luyện hồn bích càng thêm biêu hãn. Đối với lực lượng của bản cổ phiên cũng từng bước hiểu rõ. Tứ đại thống lĩnh chỉ huy hơn 300 vạn binh lính cùng đợi cuộc chiến kia bùng phát. Đệ nhất binh vương Mạc Túy Sinh đứng bên cạnh Hồng Quân trầm giọng nói: về phương diện binh lực, chúng ta hiển nhiên có bất lợi lớn, nhưng Mạc Mỗ dám nói rằng những hỗn độn linh bảo do Long Chiến cùng Đông Phương Giản về chất lượng cũng như phẩm cấp so với Mạc Mỗ có khác biệt rất lớn. Đây chính là ưu thế của ta. Hơn nữa, Mạc Mỗ tin tưởng thực lực của Hồng Thành Chủ tuyệt đối trên Long Chiến. Bắt giặc trước bắt vua, Mạc tiên sinh nói Hồng Quân đã hiểu rõ. Hồng Quân trầm giọng nói:
Hầu tử và Thiên Minh, 300 vạn binh sĩ kia giao cho các ngươi điều khiển. Trong loạn chiến, tin rằng các ngươi đã có nhiều kinh nghiệm. Tiểu Cố, hai đế tôn sẽ giao cho ngươi, còn về phần long chiến cứ để ta lo. Ba người đồng thời gật đầu. Đối với mỗi người, đây hiển nhiên là nhiệm vụ gian nan nhất. Đột nhiên, Hướng Thiên Minh nhíu mày, trên trán giống như bị kim châm, nhất thời đau đớn toàn thân, cả kinh nói: "Tiểu Quân, ta tự hồ cảm giác được chuyện không ổn." Mọi người không khỏi kinh ngạc, mặc dù sau khi tới Nguyên Thủy Vũ Trụ, Hướng Thiên Minh biết trước năng lực đã bị áp chế, nhưng trải qua nhiều năm tu luyện như vậy, loại năng lực này cũng từ từ khôi phục. "Lão Hướng, ngươi thấy cái gì?" Tôn Ngộ Không gãi tai hỏi. Hướng Thiên Minh nghiến chặt hàm răng, lắc đầu nói: "Trong đầu ta tự hồ xuất hiện một cái gì đó rất mơ hồ, không thấy rõ được, nhưng ta có thể cảm giác chuyện này rất không ổn." Hồng Quân cau mày, trầm giọng nói: "Ta tới lúc này muốn lùi bước cũng không thể nữa rồi, vô luận là như thế nào chúng ta cũng phải chiến thôi." "Đúng vậy." Cổ Bàn cũng đồng ý nói. Sắc mặt Hướng Thiên Minh rất khó nhìn, cố gắng tìm lại hình ảnh đã xuất hiện trong đầu nhưng vẫn không thể. Có điều loại cảm giác xấu này vẫn nằm tại trong đầu hắn, vẫn không mất đi. Giờ phút này, phía trước đại quân loạn thần giới, long chiến tâm cơ vừa động, trong đầu đã tiếp nhận tin tức của loạn thần truyền đến, cả kinh nói: Loạn thần đại nhân đã tới, khai chiến." Lời này là tử thần giới, loạn thần đúng là không thể nào dùng thần thức truyền tin, trừ phi loạn thần đã đi tới phiến tinh vực này. Lúc này 700 vạn đại quân loạn thần giới trong nháy mắt sôi trào hẳn lên, tiếng hò hét dâm gian cơ hồ chấn động cả thiên âm tinh hệ, lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu tiến công. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không dương lên hỗn thiên vô cực côn hét lớn: "Các huynh đệ, lên cho ta!" 300 vạn đại quân mặc dù số lượng không bằng một nửa loạn thần giới, nhưng khí thế lại giống như nước lũ sông Trường Giang, chấn vang cả vũ trụ. Hướng Thiên Minh huy động thiên đạo chi nhận, biến ảo thành ngàn vạn tế toái quang nhận, giống như những ánh sao lóe lên rồi lại ẩn chứa năng lượng hủy diệt. Hai thống lĩnh dẫn trao 300 vạn chu thần đại quân xông tới. Cổ Bàn cũng dương bàn cổ phiên lên, chuẩn bị nghênh chiến hai chiến tôn. Duy chỉ có Hồng Quân vẫn đứng yên trong phiến hư không, ánh mắt thâm thúy, nét mặt không có một tia tình cảm dao động. Đột nhiên, một tia hỗn độn khí li ti ngưng tụ trong bàn tay của hắn, xẹt qua đạo thiên kính. Bề mặt kính nhất thời phóng thích một quang hoa bạch kim. Loại ánh sáng này rất dịu nhẹ, không như hỗn thiên vô cực côn phóng thích ra ánh sáng chói mắt, nhưng sự huyền ảo trong đó lại không thể hình dung. Thoát cái đã lấy một phần vũ trụ bản nguyên lực của tử thần giới. Sau một khắc, Hồng Quân chợt xuất hiện trước mặt Long Chiến. Long Chiến kinh hãi thất sắc, có thể đạt tới trạng thái thuấn di đủ để chứng minh thực lực của hắn đã đạt tới quy thần sơ kỳ. Thực lực của Long Chiến bất quá có thể miễn cưỡng tiến hành thuấn di trong khoảng cách ngắn. Song Hồng Quân hiển nhiên cũng không có giải cấm trạng thái phách thể, thực lực nhìn qua nhiều nhất cũng chỉ là hoàn hư trung kỳ, bây giờ cũng chỉ là nhờ vào sự huyền diệu của đạo thiên kính mà thuấn di. Long Chiến từ trên người của Hồng Quân không cảm giác được bất cứ khí tức nào của một quy thần cảnh giới cả. Sau một khắc đã đoán ra được, năm đó thống lĩnh chu thần giới đoạt được đạo thiên kính, đồng tử co lại nói: Ngươi đã nắm giữ năng lực của đạo thiên kính." Nét mặt Hồng Quân hiện lên một tia cười lạnh, điềm đạm nói: "Bất quá một phần mà thôi." Xung quanh hai người, vô số binh sĩ loạn thần giới đang tiến lên phía trước. Long Chiến có chút kinh nghi lắc đầu: "Không thể nào, đạo thiên kính là nguyên thủy chí tôn linh bảo, người không có tu vi như loạn thần đại nhân, tại sao có thể trong một thời gian ngắn như vậy có thể lĩnh ngộ được sự huyền diệu của đạo thiên kính? Tuyệt đối không thể." Hồng Quân ánh mắt thu liễm, trầm giọng nói: "Có một số việc cũng không phải tuyệt đối, cũng giống như hôm nay, người sẽ chết trong tay ta." Long Chiến trợn tròn mắt, đem trường thương cầm trong tay giơ lên trước ngực, lạnh lùng nói: "Muốn giết ta, ngươi có năng lực thế sao? Thử sẽ biết thôi." Đôi mắt Hồng Quân đột nhiên trở nên dữ tợn, da thịt toàn thân tự hồ cũng đang nhanh chóng nhuyễn động, phát ra một trận tiếng vang quái dị. Từng tấc da thịt cũng từ đó mà phình to, bề mặt da cũng lưu động những tia sáng đỏ ngầu, một trận khói quang cũng hiện lên. Hỗn độn vật chất ngưng tụ trong huyết mạch cũng bắt đầu sinh ra thật lớn, thay đổi biến chất. Mỗi một lần biến hóa đều sinh ra một cỗ bộc phát lực lượng ngưng tụ trong bất diệt phách thể. Trong nháy mắt, Hồng Quân đã đem bất diệt phách thể tăng lên giai đoạn thứ 6. Một tiếng giống hận từ sâu trong cổ họng Long Chiến bạo phát ra, tam nhận trường thương chớp động, quang hoa hỗn độn kết dính rồi lại ngưng tụ một loại năng lượng không thể tưởng tượng.
thân thể Hồng Quân giống như hãm nhập vào một cái đầm lầy, tự hồ bị lực lượng hạn chế, không khỏi dùng mình cả kinh nói: Chí Tô Linh Bảo ư? Long Chiến xâm nhiên cười nói: Đây là thiên ma bình thường, chính là Chí Tô Linh Bảo do Đông Phương tiên sinh tự mình đà tạo, còn có thuộc tính hãm không, chuẩn bị chịu chết đi. Sau khi đã hiểu rõ, Hồng Quân thoáng giật mình, sau đó thần sắc lại ổn định dần, lạnh lùng nói: Bình vương Đông Phương Giản phải không? Hắn bất quá chỉ là đệ nhị binh vương mà thôi. Chẳng lẽ ngươi không biết đệ nhất binh vương Mạc Túy Sinh đã trở thành quân sư của Chu Thần Giới chúng ta? Cái gì? Mạc Túy Sinh hắn... Không thể nào! Sắc mặt Long Chiến đại biến. 300 năm qua, hắn chuyên tâm luyện chế linh bảo, đối với việc truy tìm tung tích của Mạc Túy Sinh lại có sơ sót, tất nhiên không thể ngờ được y cư nhiên lại trở thành quân sư của Chu Thần Giới. Sao lại không? Chẳng lẽ ngươi không phát giác đại quân Chu Thần Giới chúng ta trang bị công phòng đều là trung phẩm hỗn độn linh bảo sao? Về chất lượng cũng như phẩm cấp linh bảo, Mạc tiên sinh luyện chế tuyệt đối mạnh hơn ngươi và Đông Phương Giản. Long Chiến tức giận ra mặt, nghiến răng nói: Mạc Túy Sinh, cái tên gia hỏa này cư nhiên đã trở thành phản đồ. Hồng Quân cười lạnh: Muốn trách chỉ có thể trách loạn thần, khi một người mất đi giấc mộng, hắn chuyện gì cũng dám làm. Nói xong, toàn thân Hồng Quân chấn động, bằng vào nhục thể cường hãn mới vừa rồi cải tạo, cư nhiên có thể thoát khỏi sự hạn chế hãm không của Ma Thiên Binh Thương, sử dụng tốc độ cực nhanh hoa phá hư không, quyền trưởng bộc phát hướng tới Long Chiến giống lên. Long Chiến sợ hãi mặt tái đi, điều khiển Ma Thiên Binh Thương lực hãm không lại bạo phát hạn chế phần nào tốc độ cùng năng lượng bộc phát của Hồng Quân. Cường độ công kích của Chí Tôn Linh Bảo này đúng là không thể nghi ngờ. Mũi thương phát ra một tiếng ong ong, sau đó đâm thẳng về phía Hồng Quân. Hồng Quân ánh mắt lộ liễm, giơ cánh tay lên, có điều giờ phút này quang văn màu đỏ đã bao trùm toàn bộ cánh tay hắn. Hồng Quân không chút kiêng kỵ, trực tiếp dùng tay đó lấy mũi thương. Sau khi một tiếng kim loại va chạm vang lên, thân thể Hồng Quân chợt chấn động, lực lượng bộc phát cường đại kia trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, quang văn trên cánh tay cũng theo đó mà ảm đạm dần. Bình vương Long Chiến cầm binh thương chắn trước người, cười lạnh nói: Với năng lực của ngươi cũng muốn giết ta, quả thật là vọng tưởng. Hồng Quân cúi đầu nhìn đồ đằng màu đỏ, tự hồ có thể cảm nhận được nó như đang sâu trong linh hồn mình kêu gọi, mỉm cười: Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa chở ngươi xuất thế. Những năm gần đây, chân linh của Quỷ Lang Vương dựng dục trên cánh tay Hồng Quân, cỗ sinh mệnh ba động kia theo thời gian trôi qua không ngừng tăng cường. Hơn nữa, cùng với Hồng Quân còn sinh ra linh hồn câu thông, càng thêm thân mật. Trên chiến trường, có thể lợi dụng năng lượng chân linh nó làm tăng lên năng lực phòng ngự của Hồng Quân. Hồng Quân vì thế cũng cảm thấy cực kỳ vui mừng. Trường thương vung lên, trong cơ thể Long Chiến đột nhiên phóng thích ra một cỗ lực lượng bàng bạc. Hỗn độn vật chất bốn phía bắt đầu hướng Ma Thiên Binh Thương ngưng tụ, lớn tiếng nói: Ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Hồng Quân đối với việc này không phát sinh bất cứ e ngại nào, lạnh lùng cười nói: Người chết chính là ngươi. Giờ phút này, Hồng Quân mặc dù đã tăng trạng thái bất diệt phách thể lên giai đoạn thứ 6, Long Chiến cũng đã cho là cực hạn của Hồng Quân, nhưng điều hắn không biết chính là Hồng Quân cho tới giờ vẫn còn chưa tiến hành giải cấm phách thể trạng thái. Lực lượng bộng phát không thể tưởng tượng kia giống như dung nham từ sâu trong núi lửa không ngừng lưu động trong cơ thể hắn, tùy thời có thể bộc phát. Tuy nhiên lần này Hồng Quân không còn ý định nương tay, trong ánh mắt thấu phát ra sát khí vô cùng hung lệ, mặt ngoài da thịt sắc đỏ quang hoa lưu động với tốc độ nhanh hơn, lực lượng ẩn tàng đã lâu kia vào giờ khắc này đã hoàn toàn bộc phát. Mà thiên binh thương kia cũng chẳng có gì khác, chỉ là một kiện hạ phẩm Chí Tôn Linh Bảo, với phụ gia thuộc tính hãm không lúc này đã phóng thích ra hoàn toàn bao phủ lấy thân thể Hồng Quân. Nhưng cơ thể sau khi đã giải cấm, Hồng Quân đã không còn lo sợ bất cứ lực lượng hạn chế gì nữa. Một âm thanh chấn động vang lên, thân ảnh của hắn đã hoàn toàn biến mất, tốc độ đã sắp đạt tới trạng thái thuấn di, khiến cho Long Chiến cũng không cách nào nắm bắt được quy tích chuyển động của hắn. Hỏng rồi! Long Chiến dùng mình bước một bước cũng đã ở ngoài trăm trượng, với thực lực của hắn đủ để miễn cưỡng thuấn di trong khoảng cách ngắn. Hắn có thể cảm giác được Hồng Quân đang vận hành với tốc độ cực nhanh trong không gian, nếu như không tránh, chẳng may chúng đòn chí mạng là không thể nghi ngờ. Như thế nào lại vậy được? Chẳng lẽ hắn ẩn tàng thực lực sao? Long Chiến sắc mặt biến đổi. Tuy nhiên điều khiến hắn kiếp sợ không phải chỉ có Hồng Quân ẩn tàng thực lực,
mà là hắn cư nhiên lại có thể trong thời gian ngắn đạt tới một cảnh giới đáng sợ như vậy, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Long Chiến, chuẩn bị cho tốt, đón nhận cái chết đi. Đột nhiên một thanh âm lạnh như băng từ phía sau hắn vang lên. Long Chiến toàn thân run rẩy, nhưng chưa kịp quay đầu lại thì đỉnh đầu đã truyền đến một trận tiếng răng rắc. Một cỗ lực lượng nghiền nát trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, khải giáp toàn thân cũng tự hồ như giấy vụn trong nháy mắt đã băng toái. Khuôn mặt Long Chiến đã méo mó, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như bị cuồng phong giằng xé bắn vụt ra phía xa. Mà phía sau hắn, Hồng Quân như trước vẫn giữ nguyên tư thế xuất quyền, quang hoa màu đỏ lưu chuyển toàn thân, một đoàn khói trắng như tuyết từ các lỗ chân lông không ngừng tràn ra. Một quyệt này ẩn chứa toàn bộ lực lượng của trạng thái giải cấm thứ tư. Tất nhiên đó cũng chưa phải là cực hạn của Hồng Quân, nhưng muốn tiêu diệt binh vương Long Chiến là quá đủ. Giờ phút này xương cốt toàn thân Long Chiến toàn bộ đã nát bấy, khôi giáp trên người cũng đã rách nát không thể tả, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt thấu ra sự hoảng loạn. Hồng Quân bước từng bước tới gần. Ngươi làm sao có thể đánh bại ta? Làm sao có thể? Trong giọng nói của Long Chiến hàm chứa sự phẫn nộ và không cam, tự hồ còn không muốn tin điều vừa xảy ra. Thần sắc Hồng Quân ngưng trọng, toàn thân thấu phát ra một loại ngạo khí, lãnh đạm nói: không có thực lực thì không bảo vệ được bất luận kẻ nào. Ta còn muốn tìm phụ thân và theo đuổi thiên đạo, cho nên ta phải tự mình thay đổi, phải mạnh hơn đến mức không ai có thể ngăn cản mới thôi, cho dù là loạn thần cũng không thể. Từ trong ánh mắt hắn có thể thấy được sự cứng rắn, một loại mà bất cứ kẻ cứng đầu nào trước mặt cũng phải cúi phục. Long Chiến cười thảm hai tiếng. Loạn thần đại nhân, cường đại, ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu. Hắn sẽ hủy diệt chu thần giới cùng tử thần giới, khiến cho loạn thần giới trở thành chúa tể của cả nguyên thủy vũ trụ. Ngươi rốt cục cũng sẽ chết thôi, bất luận kẻ nào cũng đều sẽ chết. Hồng Quân ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói: cho dù tan xương nát thịt, ta cũng sẽ không để loạn thần động đến một người chu thần giới ta. Tốt, ngươi đi chết đi thôi. Quyền trưởng bộc phát, Hồng Quân phát ra một tiếng tê hống, đôi tay giống như được liệt hỏa bao bọc đỏ bừng, ẩn chứa trong đó là năng lượng hủy diệt không cách nào tưởng tượng, hung hăng đánh lên thân thể Long Chiến. Lực lượng hủy diệt kia từ từ nghiền nát thân thể và linh hồn Long Chiến. Trong khoảnh khắc, thân thể đã hóa thành bụi phấn, cuồng phong thổi qua quét sạch mọi thứ. Hồng Quân lạnh lùng quét ánh mắt khắp chiến trường. Loạn thần, ta sẽ ngăn cản ngươi. Phiến tinh vực kia đã hoàn toàn trở thành loạn chiến chi địa, hơn 1.000 vạn đại quân đang không ngừng chém giết điên cuồng tại đây. Huống Thiên Minh thúc giục thiên đạo chi nhận không ngừng biến ảo, ngàn vạn hồ quang lấy hắn làm tâm, hình thành một quyền trưởng hình xoắn ốc với khí thế không thể ngăn cản phóng tới. Những binh lính chỉ cần chạm nhẹ đều bị lực lượng của thiên đạo chi nhận nghiền thành phấn. Ở trong tâm tinh vực, tiếng giống hận của Tôn Ngộ Không cơ hồ rung động cả vũ trụ. Hỗn Thiên Vô Cực Côn trong tay hắn tùy ý huy động, kim quang xí liệt ẩn chứa uy lực của đấu chiến 100 côn hoàn toàn bao phủ phương viên phạm vi hơn 1.000 thước. Nhưng phàm là nơi nào bị côn khí quét trúng, nơi đó binh lính đều biến thành bụi phấn. Hạ phẩm hỗn độn phòng ngự linh bảo kia thậm chí một chút tác dụng cũng không có. Đây là trung phẩm chí tôn linh bảo, giống như vì Tôn Ngộ Không mà sinh ra, không ngừng tăng lên uy lực đấu chiến côn điển của Tôn Ngộ Không. Đấu chiến 200 côn. Tôn Ngộ Không lại hống lên, trên thân côn bạch kim đột nhiên có sự thay đổi rất lớn, lớp cát mịn trên bề mặt cũng lóe ra ánh sao chói mắt, 200 cột sáng phóng lên cao, mấy trăm binh lính loạn thần giới xung quanh trong nháy mắt đã thành hồn ma dưới cây côn này. Tại 300 năm trước, đây đã là cực hạn của Tôn Ngộ Không, nhưng giờ khắc này, hắn nắm chặt trường côn, năng lượng trong đó có thể hiện lên cuồn cuộn không dứt. Đột nhiên, hắn cảm giác được từ trong Hỗn Thiên Vô Cực Côn truyền đến một loại năng lượng đặc thù dao động, khiến trong lòng hắn cũng run lên. Đây là... Tôn Ngộ Không do dự trong lòng, nhưng Hỗn Thiên Vô Cực Côn trong tay vẫn điên cuồng huy động, uy lực của đấu chiến côn điển vẫn được tăng lên, tới bây giờ đã đạt tới cảnh giới đấu chiến 300 côn. Song lúc này lại xuất hiện một tia biến ảo vi diệu, khiến cho tận đáy lòng Tôn Ngộ Không cảm thấy chấn động kịch liệt. Binh sĩ xung quanh bị côn khí cuồn cuộn kia đánh vào, tốc độ đột nhiên chậm hẳn, mặc dù không rõ ràng nhưng có thể phát hiện ra. Lúc này gần 700 vạn đại quân vẫn điên cuồng đánh tới, với ưu thế hơn chu thần giới hơn một nửa số lượng, trong lúc này đang chiếm thế chủ động.
Tôn Ngộ Không thấy binh lính Chu Thần Giới đang dần dần thối lui, trong lòng nhất thời lửa giận bùng lên, hét lớn một tiếng: Hỗn Thiên Vô Cực Côn, côn khí bộc phát cơ hồ có thể xuyên thấu cả vũ trụ. Mấy ngàn binh sĩ Loạn Thần Giới nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Đấu chiến 400 côn. Đây là cực hạn lực lượng mà Tôn Ngộ Không có thể tưởng tượng, nhưng năng lượng trong cơ thể vẫn cuồn cuộn như trước, không ngừng mãnh liệt hơn. 400 côn ảnh phô thiên cái địa, hơn 1000 tên lính Loạn Thần Giới đều bị kim quang luốt lấy, bị côn khí giằng xé, nhất thời bị đánh cho nát thịt. Côn khí bắn nhanh, nhưng binh lính bốn phía cũng không ngừng hướng tới nơi này. Trong mắt Tôn Ngộ Không, tốc độ của những người này bỗng nhiên trở nên chậm chạp đi rất nhiều, thậm chí ngay cả âm thanh hò hét cũng bị đứt quãng. Giờ khắc này, Hỗn Thiên Vô Cực Côn phát ra một âm thanh muộn hưởng. Tôn Ngộ Không cúi đầu, nhìn lại tự hồ có chút sở ngộ, trầm giọng nói: Nguyên lai thuộc tính phụ gia của Hỗn Thiên Vô Cực Côn chính là thời không tinh trì. Đích xác, dưới tầm ảnh hưởng của côn khí, một mảnh tinh vực đang vận chuyển nhất thời chậm chạp hẳn, thậm chí có chút trì trệ. Nhưng Tôn Ngộ Không hiển nhiên cảm giác được năng lực của Hỗn Thiên Vô Cực Côn không chỉ có thế. Nếu như có thể tăng lên nữa uy lực của đấu chiến côn điển, thì tại thời không tinh trì hiển nhiên hiệu quả càng thêm rõ ràng. Cảm giác được thuộc tính phụ gia của nó, Tôn Ngộ Không có chút mừng như điên, huy động Hỗn Thiên Vô Cực Côn phóng thích năng lượng mức độ lớn nhất. Cảnh giới hỗn độn tăng lên hoàn hư sơ kỳ, lực lượng hạn chế đối với hắn tại phiến tinh vực này đã giảm bớt, uy lực của đấu chiến côn điển cũng theo đó mà tăng lên. Dưới sự kích thích của vô thượng chiến ý, binh lính Chu Thần Giới tinh thần cũng chấn động mạnh, dấy lên đợt phản công như thủy triều. Khí thế hai bên hiện tại cũng đã ngang tầm. Trong hư không, cách chiến trường không xa, ba đạo nhân ảnh thoát ẩn thoát hiện, một cỗ lực lượng nghiền nát hư không đang không ngừng được phát ra. Hai bóng người biến ảo thành hàn quang, không ngừng tiến hành công kích, nhưng hiển nhiên có chút cố kỵ lực lượng kia nên cũng đang né tránh. Cổ Bàn huy động bàn cổ phiên, khuôn mặt vẫn như băng từ vạn cổ không thay đổi, ánh mắt thâm thúy sắc bén quét qua hai đại đế tôn, lãnh đạm nói: Bản lĩnh của các ngươi chỉ có thế thôi sao? Hai đế tôn sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên có chút tức giận, nhưng lại cực kỳ uy kỵ bàn cổ phiên trong tay Cổ Bàn, cũng không dám công kích lỗ mãng. Cổ Bàn lạnh nhạt nói: Loạn Thần Giới có lục đại đế tôn, các ngươi chính là trong số đó sao? Đế tôn bên trái hét lớn: Đệ nhị đế tôn Phong Thiên. Đế tôn phía bên phải tiếp lời: Đệ tứ đế tôn Chu Hào. Thần sắc của Cổ Bàn lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng thâm sâu quan sát kỹ hai người nói: Vậy để ta lập phần mộ cho hai đại đế tôn đi. Càn rỡ! Hai đế tôn mặt đầy nộ khí nhanh chóng xuất ra binh khí. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.